từ khi có con đường phụ nữ tổ chức làm này là rất đẹp và bà con nhân dân rất phấn khởi. Khi mà có con đường hoa này, khi con đi trên đường về con thấy rất là đẹp và thơ mộng, có một cảm giác nó rất là vui. Quan môi trường đẹp lên rất nhiều. Thứ hai nữa là nó hạn chế được cái việc là đổ rác của các hộ gia đình là ra hai bên dưới đường, là gây ô nhiễm môi trường. Để mà chăm sóc được đường hoa, duy trì được đường hoa này thì chúng tôi đã phải chia thành khu vực từng nhóm một. Mỗi một nhóm sẽ thực hiện chăm sóc, tưới và trồng bổ sung, chăm sóc cho đường hoa làm sao thật